chị An ơi. Ừ. Em mới mua được một bức tượng Di Lạc một góc vườn đẹp lắm chị ạ. Vậy hả? Sinh nhật bố đấy, chị mua được gì tặng bố chưa? Ừ, có yếu ghê, chị vẫn chưa mua được gì đây này. Vâng, thế chị qua siêu thị Bảo Khánh nhá. Hôm nay em mua ở bên đấy, nhân viên tư vấn nhiệt tình mà tượng em ưng ý quá cơ. Thế á? Vâng ạ. Mà hotline là gì đấy chị gọi? À, chị ơi, hotline của bên siêu thị Bảo Khánh là 0911 324 888 chị nhá. Ok, chị cảm ơn. Vâng, rất chào chị ạ. Ừ.